Đây em xách hai cái gói này đi. Một gói ôm, một gói để lên giữa xe ấy. Đừng để nghiêng về nó nghiêng khay nó xấu. Đây là em ở Phú Thọ, anh không quay mặt đâu nhá, anh không quay mặt nhá. Phú Thọ đây gói 6 triệu. Để lách nách vào giữa là nó đây. Đúng rồi. Quay cái điều suốt rồi. Để nghiêng về nó sẽ bị dồn, nó hơi xấu nhưng nó không ảnh hưởng gì cả. Rồi, ok. Em cứ đọc hợp đồng thì tư vấn thì gọi cho anh nhá. Có gì gọi điện cho anh nhá, vừa thôi vừa gọi nhá. Trang trại Thanh Xuân cấp giống cho em ở Phú Thọ. Đây là thùng hàng, lượng hàng vừa làm xong. Lượng dế bán hàng ngày bắt đầu cũng khá nhiều lên rồi. Sang tuần thì sẽ phục vụ đủ cho khách hàng. Tháng vừa rồi thì do dịch bệnh cho nên là hàng hơi thiếu. Còn từ sang tuần trở đi là hàng bắt đầu nhiều để phục vụ cho khách hàng thoải mái là. Đây các hộp dế đang làm để trả cho các cái khách nhà quen đã chuyển tiền đặt hàng trước. Trang trại Thanh Xuân thì chuyên cung cấp dế mèn đã kè bọ cạp và một số cái loại côn trùng con là tự nhiên, ví dụ như là ve rồi là trứng kiến. Nhưng về cái nguồn hàng tự nhiên thì nó chỉ có một thời điểm là nó hết chứ không có đều như hàng nuôi được. Cho nên là nếu mà khách hàng mà ôm cái loại nào tự nhiên mà bán hàng được thì nên gom để bán lâu dài. Chứ còn những con dế nuôi được thì nó sẽ có quanh năm. Trứng kiến thì cũng gần như có quanh năm, nhưng ve sầu nó chỉ có một thời điểm mà ngắn là sẽ hết. Cho nên là nhà hàng bác khách nào mà bán được cái ve sầu thì nên ôm hàng vào để bán quanh năm. Để biết thông tin chi tiết thì xin mời bà con truy cập website trang trại thanhxuan.com để tìm hiểu về các cái sản phẩm, các sản phẩm của trang trại bán. Có cần tư vấn hay là cái gì xem mặt hàng hoặc báo giá thì xin mời bà con gọi điện thì trang trại sẽ trả lời. Cái số lượng bán buôn càng nhiều thì giá nó sẽ càng thấp. Cái khách bán buôn để giao hàng được. Còn đây là những khay trứng chuẩn bị gửi cho bác Hải Dương, gói 10 triệu. Ngoài cung cấp các cái mặt hàng thương phẩm thì trang trại Thanh Xuân còn cung cấp giống và ký hợp đồng bao tiêu cái gói thu mua cho bà con. Trang trại Thanh Xuân sẽ mua theo giá cố định ghi trong hợp đồng. Để biết chi tiết thì mọi người sẽ mở website ra xem. Trong đó có giá cả hợp đồng ghi rõ giá bán giá mua để cho bà con tham khảo. Alo, anh gửi bao nhiêu tiền ạ? 30 con tắc kè ạ. Rồi em kiểm tra, anh nhắn cho em cái địa chỉ nhé. Nhắn cho em. Ôi trời ơi, từ tháng 2 thì em không lưu đâu, anh nhắn lại giúp em. Phải ở đâu Thái Nguyên nhắn lại giúp em. Anh nhá, ok anh, vâng. Để biết thông tin chi tiết thì bà con truy cập website trang trại thanhxuan.com để tìm hiểu thông tin chi tiết. Điện thoại liên tục thì cảm ơn bà con đã theo dõi video. Xin chào bà con.